Quý vị này, đây là nhà của dân cư, họ cũng làm hang đá đấy quý vị ạ. Mặc dù dân số ở đây ít quý vị ạ, có 1.200 người thôi, Công giáo thôi. Anh nghĩ là có mỗi con đường chính là nhiều người dân Công giáo ở đây đấy quý vị này. Đấy, đây có cái trường học, cũng có nước quý vị này, trường tiểu học Thanh Sơn, điểm cây sao. Nó có ngã ba cây sao ở ngoài đấy quý vị ạ. Ở đây cũng có một cái tượng đài quý vị này. Mặc dù là người dân chỉ ở có tí con đường theo con đường lộ này thôi, phía sau quý vị thấy là rừng rồi đấy, cửa đồi về rừng rồi đấy. Khánh mời quý vị mình cùng từ đây mình đến tham quan một giáo họ Việt Lập nữa, mà ban nãy Khánh cũng được em trai trong ở xứ nói là thay đổi nhiều lắm, bây giờ đẹp lắm quý vị ạ. Khánh mời quý vị mình đến khu vực Xuân Dưng quý vị nhé. Ồ, hàng cây trồng đẹp quá này, cây sườn đồi luôn. Đây, ở đây dân cư sống, một phía là đất của lâm trường, của rừng, một phía là những cái đồi, con đường ven đây thì người ta sống ven vậy thôi. Đây cũng có bán tạp hóa quý vị, nước mía. Khánh mới đi đến khu vực này cách đây cũng mấy tháng thôi quý vị ạ. Quý vị ạ, vậy là Khánh chuẩn bị hết khúc đường bê tông rồi. Ở đây quý vị thấy là những cây rừng đấy, người ta trồng đất xen với cây rừng vậy đấy quý vị ạ. Hợp đồng đất của nhà nước đấy. Đây quý vị thấy đường đất rồi. Đây nhưng mà vẫn có những căn nhà đẹp quá quý vị nhỉ. Rồi Khánh thấy có nhiều căn nhà nó cũng nhỏ lắm, nó giống như nhà tình thương quý vị ạ. Để mà Khánh đang trên đường đến khu vực mà có hai giáo xứ luôn đấy quý vị ạ. Giáo xứ Việt Lập Xuân Dưng rồi giáo xứ Xuân Trường nữa quý vị ạ. Mà con đường nó đi trong rừng đây, mà nó trong các cái lâm trường của rừng rồi đấy quý vị. Và quý vị thấy nó còn hoang sơ quá này. Đây ngọn đồi đẹp, thiên nhiên đẹp quý vị ạ. Đây trên cao mình nhìn xuống cảnh cũng đẹp lắm. Đây quý vị thấy này. Ồ, phía trước nhà thờ đã có được cổng tường bê tông rồi. Cổng tường xây rồi. Đây, mình vô mình thăm nhà thờ một tí. Ồ, cây xanh nhiều quý vị này. Có Giáng sinh luôn rồi. Tượng Đức Mẹ vẫn nằm phía trước vậy. Mới có năm mấy thôi à con? Ngày trước thì ngài ở đâu ngày chuyển về cô nhỉ? À, ở Biên Hòa luôn đấy. Ơi, cô phải phụ trách lau vậy luôn đấy. À, cô ở đây có người dân tộc này, người đồng bào ít người này, với lại cỡ bao nhiêu giáo dân cô nhỉ? Ở đây thì giáo dân 1000 giáo dân, còn bên Lương thì hình như là cỡ 700 cỡ 800. À, mà có 1000 giáo dân luôn à con? Giáo dân Công giáo. Vâng, vậy cũng đông đấy, cũng bằng Xuân Thanh đấy cô ạ. Xuân Thanh thì như 1.200. Còn Lương Dân thì như là cỡ khoảng 700-800. Vâng, cảm ơn cô nhá. Ngày mới về có năm, ngày sửa sang được nhiều. Có cái tivi to cô nè. À vậy á cơ. Vâng, tivi điện tử chứ không phải tivi thường. Tivi LED. Cô phải phụ trách lau dọn nhà thờ luôn á cơ. Vâng, thôi con chào cô, con ra quay, con quay tí. Vâng. Đây quý vị ơi, tiệm mình quay phía trong. Giáng sinh đây quý vị này. Tượng lòng Chúa thương xót này. Tượng Đức Mẹ có này quý vị này, hai bên là thiên thần thổi kèn này. Khánh thấy hôm nay thì khuôn viên có trà thì cũng có rèn cửa, cũng có bức phong sắt đẹp. Nhưng mà quý vị ở vắt đây thì vẫn còn là vắt nhựa. Ngày trước thì còn mưa hắt lắm mà kỳ này xứ có những cái vắt nhựa để chắn mưa gió rồi quý vị ạ. Đây quý vị xem vắt con trong bằng nhựa này. Đấy. Ở đây thì quý vị thấy là nếu mà nắng ấy, thì vẫn còn bị nắng vô. Tức là những người ngồi đi dự thánh lễ buổi chiều có thể vẫn còn nắng. Ca đoàn ngồi đây. Khánh đến đây thăm giáo họ Việt Lập đây thì cũng phải được 3 lần để quý vị ạ. Ngày xưa thì sơ sài hơn nữa. Đây quý vị thấy nhà thờ cũng sửa sang sạch đẹp, cũng sạch sẽ đẹp lắm nhưng mà còn đơn sơ quý vị ạ. Mình có hang đá ở đây. Ở trên này là có tượng 14 sự thương khó đong cùng kiếng này quý vị này. Đây Giáng sinh ở trong ngôi thánh đường đây quý vị này, cũng ấm cung lắm. Đây chúng hài đồng đây quý vị ạ. Nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nhìn cũng ấm cung lắm. Có thiên thần. Rồi ở phía trên này có hang đá. Hang đá với những cây tuyết quý vị này, bông tuyết. Đây quý vị ạ. Rồi mình sẽ đi ra ngoài đây, mình quay không gian bên ngoài để quý vị xem gọi em nhé. Vậy là giáo sư cũng có tới 1000 giáo dân đấy quý vị ạ. Chiếm tỷ lệ thế hơn 50% là người Công giáo. Bởi vì cô giúp sư đây cô vừa nói là khoảng 800 người lương dân và còn lại là khoảng 1000 giáo dân quý vị ạ. Đây quý vị thấy vẫn là bạt ni lông quay chung quanh những cái khung này thì bằng sắt quý vị ạ. Độc đáo nhất là Khánh thấy bức đằng trước đây là một cái dàn tháp bằng sắt kiên cố lắm này. Có tháp chuông ở trên luôn, gọi là tháp chuông luôn quý vị này. Cha trồng đằng trước rất là nhiều cây mai. Năm mới thì Khánh nghĩ là cây mai này sẽ nở hoa, sẽ đẹp lắm đây. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới Tết rồi quý vị ạ. Tết cổ truyền của Việt Nam mình ấy. Đây có tượng Đức Mẹ La Vang. Tượng Đức Mẹ to đẹp quý vị ạ. Phía trước này ngài cũng thiết kế những chiếc ghế để ngồi đọc kinh này. Rồi có cái bạt bằng nhựa nhân tạo quý vị này, cỏ nhân tạo quý vị ạ. Để phía trước Đức Mẹ đây để mọi người có thể viếng Đức Mẹ được. Phía trước nhà thờ thì được, mặc dù là sân nhà thờ chưa được trải bê tông, nhưng mà quý vị thấy bên này thì có tiểu cảnh vườn cỏ nhân tạo, cây hoa lá kiểng cũng đẹp quý vị nhá. Ở đây thì quý vị thấy những cây thông này được làm bằng giấy phản quang quý vị ạ, giấy bạc. Sau đó có bóng điện nữa, dọc dọc theo khuôn viên nhà thờ quý vị ạ. Ở đây anh thấy có mô hình đây là người phụ nữ gánh nước, có cả giếng luôn quý vị này. Đây, người phụ nữ gánh nước quý vị ạ, bằng người Rôm. Gánh nước rồi bên này là quay nước nữa. Quay nước đây quý vị này. Có giếng nhân tạo đây đây. Mô hình 2 sáng tạo. Rồi phía bên này quý vị thấy là một hang đá lớn lắm. Hang đá được trang trí bằng những mô hình đá rồi dây kim tuyến rồi điện. Chắc anh nghĩ buổi tối điện sẽ đẹp lắm. Và các cháu đến đây thì chắc sẽ thích đây quý vị ạ. Hôm nay anh giới thiệu thì mới ngày 14 tháng 12. Cho nên hang đá cũng chưa phải là đã làm xong quý vị ạ. Đây quý vị thấy còn đang làm đấy ạ. Đấy bằng những cái bao bạc là hơ nóng quý vị. Rồi sau đó là người ta có quét sơn lên cho nó tạo đá. Hôm nay con thấy giáo xứ thì có gì đó mới hơn, đẹp hơn, nhưng mà vẫn là còn đang tiết kiệm quý vị ạ. Còn đang cần phải kinh phí để làm sân nhà thờ này quý vị này. Rồi chung quanh nhà thờ cũng chưa được xây như giáo xứ Xuân Thanh quý vị nhỉ. Quý vị ơi, buổi tối Khánh có mặt ở giáo xứ giáo họ Việt Lập Xuân Dương quý vị này. Khánh đang trên đường về, quý vị thấy điện đẹp quá. Quý vị này, đấy, đây là nơi vùng sâu vùng xa. Mặc dù anh thấy chưa làm xong đâu quý vị ạ. Trong nhà thờ có lẽ như có chầu lễ gì. Đây là đèn đang có lễ. Quý vị ạ. Không mấy dịp mà mình có để mình có mặt ở trong này buổi tối đâu quý vị nhỉ. Đẹp quý vị này. Ở trong ngôi thánh đường đang có chầu thánh lễ gì quý vị. trong ngôi thánh đường như vậy đang có trầu quý vị ạ.